Vào sáng ngày 14 tháng 6, thì tập đoàn SSG vừa chính thức công bố mở bán căn hộ tại SSG Tower nằm ngay trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu mà tập đoàn này công bố vào cuối ngày, thì có đến hơn 70% căn hộ giao dịch thành công ngay trong ngày đầu tiên mở bán. Đây là quang cảnh ngày công bố bán căn hộ ngày đầu tiên của dự án SSG Tower Văn Thánh. Theo số liệu của tập đoàn SSG, tỷ lệ người xem và ký kết mua dự án ngay tại buổi công bố bán khá cao, với hơn 70% lượng căn hộ giao dịch thành công trên tổng số căn hộ bán. SSG Tower là một khu phức hợp gồm trung tâm thương mại, siêu thị dịch vụ, cao ốc văn phòng và căn hộ. Một trong những lý do khiến dự án này được đánh giá cao là nhờ vị trí chiến lược và tính linh động của căn hộ, vừa có thể ở và cũng có thể cho thuê. Dự án này nằm ngay mặt tiền đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, gần ngay đối diện khu du lịch Văn Thánh, đồng thời có 4 lối tiếp cận với 4 mặt đều giáp mặt tiền đường. Đây cũng là khu vực cửa ngõ phía đông thành phố và nằm ngay trên tuyến đường huyết mạch từ trung tâm thành phố đi về phía đông bắc như khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 9, Thủ Đức. Ngược lại, từ tòa nhà này cũng khá dễ dàng và nhanh chóng để vào trung tâm quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh. Đồng thời, SSG Tower này cũng nằm trong phạm vi 500m của hai tuyến metro số 4 và số 5 trong tương lai. Công trình này có chiều cao 32 tầng và 4 tầng hầm, trong đó khối đế 5 tầng có chức năng thương mại, siêu thị và dịch vụ, khối tháp 32 tầng có chức năng văn phòng và khối tháp 25 tầng có chức năng căn hộ ở với tổng cộng 123 căn. Thiết kế của dự án này cũng được đánh giá cao nhờ hòa hợp kiến trúc với con người, do tỷ lệ mảng xanh cao và cấu trúc độc đáo như là một tòa nhà xanh thân thiện với môi trường. Hiện dự án SSG Tower đã hoàn thành tới 5 tầng tháp căn hộ và sẽ bàn giao nhà vào quý 2 năm 2015.